Thế tất cả nhưng mà phải chờ bê cho đồ chứ mà. Mở đâu, mở giấy xong chưa? Hello các bạn ơi, hôm nay nhà mình đi xem phim ở cinema Đan Phượng nha. Đây là rạp chiếu phim này, hôm nay phim nói chung là cái gì nhỉ, Chuyến Tàu Vô Tận nào anh nhỉ? Nhưng mà tình hình là Thùy Giang này say xe. Hồng Anh vào hỗ trợ cho mỡ rửa thứ đi, lau chùi đi. Anh Nghĩa thì Nghĩa mình và Yêu Béo đã chạy lên trước rồi. Nhưng mà nói chung là hôm nay đi muộn mất 15 phút. Thế là có chị tổng 6 vé nhá. 6 vé liền luôn. Chiếu luôn hay là còn quảng cáo em nhỉ? Quảng cáo 50 phút ạ. Bao nhiêu phút? Đến 5 đến 10 phút ạ. Ồ 50 phút thế thì bắt đầu chiếu bao giờ đây? Mình lấy thêm giờ 7 giờ 8 giờ 9 đúng không ạ? Đúng rồi. Thế cho chị 3 đi. 3 7 8 đi. Thôi được, lệch thế được, thôi để giờ em cho nặng. À lấy cái số 3 ấy. 3 G3. Ừ, 3 7 8. À, tình hình nào? Có cái bóng xanh ta đùng ở ngay ghế bên cạnh. Chắc đột sốt cả, đừng ngột à? Không, nó sẽ là nó ít thế làm. Còn nghĩ là không sao. Không nhìn đi cái gì bóng này. Này đi, nó vẫn còn đi chậm đấy. Hả? Nó... giấy lau được chưa? À, hai đứa đứng xa xa tí nào. À, ra gọi bảo Ngô thêm đi. Ôi, lấy luôn rồi. Vừa lấy vừa nó lấy hai à? Ba nước ba bỏng đi. Ba nước ba bỏng ạ. Vừa lấy mấy rồi? Ba nước ba bỏng rồi ạ. Thế cho chị ba luôn được. Ba nước ba bỏng đúng ạ. Mình muốn dùng bỏng không ai caramel ạ. Caramel đi. Ba caramel ạ. Ừ. Ở đây chào chị đi. Vâng. Em Pepsi ạ. Chị cho em một cốc ít đá. Phòng số 5 nha, Khẳng Thiên, Khẳng Trương chạy thẳng hết mất phim rồi. Phòng số 7 ạ. Phòng số 5 ạ. Phòng số 5 thì ngay đầu. Ơ thế sao còn trẻ con nhà chị nơi chạy về tận đằng kia? Của mình có phim gì ạ? Chuyến Tàu Vô Tận. Vâng, đấy. Ơ thế mấy đứa trẻ con vừa lấy vào chưa ạ? Ba người. Đấy nó chạy về tận đằng kia. Lòng nhé. Ôi các bạn này tới văn mình sẽ tắt máy nha. Qua đây mình đã xem phim xong và vừa ra khỏi rạp nhá. Đấy, không có mic thì chả biết nó có ồn ào nào không. Đứa nó ra rồi này, nó ra xong xem xong nó phởn này. Chạy đâu con? Ra đây, nhanh lên. Ra đây. Hả? Đi vệ sinh đi đằng này cơ mà. Đây xem không gian, tham quan không gian đây này. Đây trang trí Noel các kiểu này. Ờ cái... đi quay xem không gian đây nào. À, xinh cái này phải đứng yên để người ta còn ấy chứ. Nhá. Đây các bạn nhìn nhé, Hồng Anh xinh không? Hồng Anh em đợi mũ mình đi nhá. Ngày xưa thì Hồng Anh muốn đưa muốn đi mũ nhưng mà vắt đi đâu hết rồi. Mấy mũ ngày xưa đâu hết rồi? Cảm nhận thế nào? Bạn xem phim xong mà cảm thấy thế nào? Cảm thấy kiểu xúc động. À. Thế là bạn mỡ làm phiền nên bạn bực mình đúng không? Bạn mỡ mà xem phim thôi. Phô mai và caramel chứ. Đây là còn phô mai này. Còn mấy đứa bạn hết sạch rồi xanh. Đây mình để dành. Bye bye Minh nhé. Đây là cây thông chụp ảnh nhé. Đừng gì hơn gì tỉnh ra. À, chơi game hô điện rồi. Người ta không để điện rồi.
Này âm thanh sẽ hơi bị ồn vì là mình không mang mic các bạn nha. Quay vào điện thoại không rất là ồn luôn. Nói chung là một cây thông cực lớn luôn này. Đây là thư gửi ông già Noel của mọi người. Chứ mọi người rất là đẹp. Rồi toàn các bạn gái chứ đẹp quá. MN Family Vlog. Em vào trong đăng ký đi. Các bạn ơi, mình đã xem phim xong và bây giờ về nha. Bây giờ 11:30, 12:30 về nhà. Mình ơi, đi ra chị chụp ảnh nha.